Ôm bóp chị cái kìm em.
Hold on. Hãy subscribe cho kênh Ghiền
Thứ năm, thứ năm làm gì? Chiều thứ năm làm gì chứ? Nhiều ăn nhiều với anh chứ? Ăn nhiều chứ? Chiều à? Bị tối á, nó ăn xong á. À, bị tối thì... tối làm được. Làm xong đi ăn á. Để chị khỏi đi, ví dụ máy thì khỏi hẹn ai, ví dụ thứ năm đó đi bao xem qua là nó đặt về vô luôn à, đi đâu mà sang bài tàng lưu thì ở mình còn đâu chưa muốn nổi lầy ghê vậy chết lớn gì thế năm trúng nhà máy chứ không ngày 15 đúng không? Thế năm trúng ngày 15 đúng không? Biết bữa nay ngày 10 10 chủ nhật và 15 đúng không? Sao chị? Chị có trúng sợ trúng ngày trúng à mà bữa tối mà đâu phải là đâu phải ban ngày đâu không à tối 15 à sinh nhật Phương à ừ không kêu chị lo ăn chờ 66 học từ một ngày sau hai thứ tư thì gọi gọi không chịu nghe hay cả gọi hết để làm cái khác
nhớ là mình tới bây giờ mua rồi. Dạ. Mình 4 máy rồi. Mình đăng lên là được 4 máy rồi. Bây giờ 4 máy rồi. Mình nhớ đúng không? Sẽ được coi là biết. Cũng nhiều rồi chứ. Cho món 20 đi. Em mỏi chưa? Hồi nãy ngầu rồi mà. Thank you.
hết.